tương lai của cần phát triển sáng ngày hôm nay, đoàn nghệ nhân Gia Lai đến từ huyện Chư Sê có rất nhiều hoạt động, với các hoạt động như là giới thiệu về ẩm thực truyền thống, mang lá và đặc bài các mình có kiếm kiếm một cô nữa ra gạo mình giám đốc cho mình hai bạn cho một người giá với giám đốc này em phải nói mấy đứa kia đứng bao vây ông á mày đứng ơi các bạn anh em ơi em qua đây nhờ chút. Hiện tại là đang có bốn người mới trải nghiệm nhưng mà chỉ có ba cái trải thôi. Tôi nhờ thiếu. Giám đốc sở văn hóa Gia Lai đang chả biết chưa ban chưa ban chào một cái gì. Rồi.